Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Các bác nào mà có sử dụng Zalo ấy và khi các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em, các bác nào chưa biết cách sử dụng của cây máy thì các bác kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Khi mà hàng tới thì cửa hàng chúng em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác và hướng dẫn cho các bác cách sử dụng luôn các bác nhé, để cho nó tiện lợi nhất. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em đến hẹn lại lên thì xin tiếp tục giới thiệu cho các quý khách hàng là lô hôm nay là lô chữ C và ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2023 thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một lô 10 cây máy cưa Nhật bãi nội địa, hàng chuẩn đẹp 99% các bác nhé. Đó, dòng này là toàn là phân khúc hàng chất lượng thôi các bạn. Các bác nhìn qua đây, tất cả máy đều đẹp đúng không ạ? Đấy, là cửa hàng chúng em vẫn như mọi khi thì chia theo từng hai hàng. Hàng bên trên là những sản phẩm nhỏ nhẹ phục vụ cho các bác gia đình cắt tỉa cành, dọn vườn đồ linh tinh, hoặc là cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, những sản phẩm máy cưa giá rẻ. Đấy, hà là hàng bên trên các bác nhá. Đây, còn hàng bên dưới này đây, hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn, máy móc phân khúc hàng máy móc khỏe hơn, công suất lớn hơn, phân khúc rơi vào tầm khoảng từ 2,5 triệu đổ lên. Còn bên dưới này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu đến hơn 2 triệu một tí xíu thôi. Đấy. Và hôm nay sản phẩm chúng em là đánh dấu là lô chữ C này. Từ C1 cho tới C10. Từ C1 cho tới C10 các bác nhé. Các bác nào mà ưng ý con nào ấy ạ, các bác không biết tên máy mà các bác muốn đặt hàng, các bác không biết là các bác con này tên là gì này, thì các bác chỉ cần đọc cho em cái mã là chữ C này thôi các bác nhé. Ví dụ là các bác gọi điện cho cửa hàng chúng em, các bác là chốt cho anh con C1. Đấy, thì cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn lựa con này. Thì cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho các bác cho đúng sản phẩm nhất các bác nhé. Để tránh các bác đỡ phải làm mất khi các bác đặt thì nó lại bị sai tên máy, không biết là máy nào. Thì các bác đọc cho em cái mã thì là cửa hàng chúng em nhé. C1, C2, này, C3 này. Và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai hết trên từng con rồi các bác nha. Đấy, công khai hết rồi và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi các bác nhé. Đấy, cửa hàng chúng em tặng cho các bác là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Và giá là đã công khai ở trên video luôn, nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Đó, các bác ưng con nào các bác chốt hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng mãi trên video rồi các bác nhận hàng thanh toán thôi. Không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Hôm nay chúng em gồm có những sản phẩm sau đây. Một là máy cưa hút mana, hôm nay là về lại hàng hút mana các bác nha. Hút mana của dòng Thụy Điển 141 C1 giá 3.100.000, công suất 36cc. À đâu, cũng là con này công suất của nó là 40,2cc chứ. Cực kỳ chất lượng luôn các bác nha, giá 3.100.000. Đó. Hút mana. Con thứ hai là một con máy cưa Estin 021. Con này là dòng của hàng Made in Germany này, hàng của Đức các bác nhá, máy móc vẫn là nguyên zin nguyên bản. Tay nắm giật nguyên zin của nó hết này. Con này thì tình trạng khá đẹp, 3.800.000. Vâng, và con này công suất của nó vẫn là 40cc nhá. Con này cũng 40cc này. Con này là 35cc Echokyorit V3501 35cc, theo máy là lam latin luôn các bác nhá. Theo máy là lam latin, sợi xích của nó thì còn như mới, chưa hề sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, cây lam nó cực kỳ đẹp, lam là lam latin luôn này. C3 C4 là một con máy cưa Shindaiwa 360. Con này thì theo máy vẫn là lam latin, lam là lam dài luôn các bác nhá, lam mặt cắt là được 40 phân. Xích là xài xích mini, thương hiệu Shindaiwa 36cc, nòng 40 ly. Và con C5 là một con máy cưa Echokyorit. Con này 3500, công suất 35cc. Máy móc cực kỳ chất lượng, hàng đời mới luôn các bác nhá. Tại trên thị trường thì con này thì nó cực kỳ đắt khách luôn. Rất là nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn, có tích hợp chủ giật trợ lực. Vâng, và bây giờ là qua hàng phân khúc gia đình này. C6 là một con máy cưa Maruyama MC30A, công suất 30cc, máy móc cực kỳ đẹp, 1.950.000 các bác nhá. Con này cân nặng khoảng tầm 4kg cả làm xích thôi. Một con máy cưa Makita chủ giật trợ lực, máy móc hàng hệ tay dài 2.200.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Tananka 33cc, con này cắt gỗ cũng đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, 1.900.000. Và một con máy cưa tay cụt C9 Makita, rất là thương hiệu các bác nhá, 33cc, 2 triệu đồng các bác nhá.
Và cuối cùng là một con máy cưa tay cù tiếp, một con máy cưa tay cù Tananka, giá 1.800.000. C10 con này thì về các bác cắt tỉa cành, dọn vườn đồ linh tinh, cầm một tay sử dụng cực kỳ chất lượng luôn. Và cửa hàng chúng em này đã quay nhanh qua, và bây giờ xin phép cửa hàng chúng em đặt máy quay xuống để test nổ cho các bác nghe qua từng cây mỗi máy một các bác nhé. Rồi, cây máy đầu tiên trong lô cưa xích ngày hôm nay, một con máy cưa C1 Husqvarna 141 các bác nhé. Công suất của nó là 40,2 cc, cân nặng đầu máy không là 4,6 kg các bác nhé. Đó, cân bằng đầu máy không là 4,6 kg, mà cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng gần 5 kg. Một con máy cưa công suất 40 cc, khai thác tầm trung cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại. Phần đây là phần đổ xăng pha nhớt các bác nhé. Và phần mặt trước này là để nhớt để bôi trơn làm xích. C1 giá 3.100.000, thương hiệu Husqvarna. Lâu lâu thì cả hàng chúng em thì mới có về hàng thôi. Đúng khá là lâu rồi thì cả hàng chúng em không về thương hiệu này, bởi vì nó rất là hiếm hàng luôn. Bây giờ thì cả hàng chúng em thì có về lại được một cây duy nhất các bác nhé. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Xích con này sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với những máy cưa xích cưa điện các bác nhé. Mà những máy cưa điện thì hiện tại trên thị trường thì dòng cưa điện thì đang rất phổ biến trên thị trường rồi, và xích của cưa điện thì cũng bán rất là nhiều. Và con máy này thì nó xài chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn, xích của máy cưa điện luôn, lam xích của máy cưa điện luôn, nên là nó vừa luôn các bác nhá, các bác mua rất là dễ dàng. Đấy, xích chung 91, mặt tiền con này thì cũng khá là đẹp rồi, hình thức con này thì không chê điểm gì nữa rồi, máy liền lạch, không có bể vỡ hay làm sao cả. Và khi các bác đặt hàng của bên em ấy, nếu mà các bác chưa biết cách sử dụng thì các bác kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Đó, các bác kết bạn qua Zalo thì cửa hàng chúng em khi mà hàng tới, nếu mà các bác nào mà chưa biết cách sử dụng của cây máy mà của mình mà các bác đặt ấy, thì các bác gọi trực tiếp qua video thì cửa hàng chúng em sẽ có đội ngũ nhân viên và hỗ trợ cho các bác, hướng dẫn các bác sử dụng trực tiếp cây máy của mình luôn để có thể sử dụng cách dễ dàng nhất các bác nhé. Dạ vâng, qua con C2, một con máy cưa Estin MS Gamani, dòng thương hiệu 021C các bác nhé. Nòng 40 ly, công suất cũng 40 cc, công suất của này thì khai thác tầm trung, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại. Tay nắm giật to bản này, có núm bơm xăng đầy đủ các bác nhé. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Con này thì vẫn là sử dụng xích chung 91 luôn, xích chung 91, xích dùng chung với những sản phẩm của máy cưa điện. Làm con này mặt cắt là được gần 40 phân các bác nhá. 38 phân mặt cắt ạ. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này. Đấy, thương hiệu của hàng Đức, Made in Germany các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp, máy móc sáng keng sà beng. Giá 3.800.000 cho các bác. Phần mặt tiền của nó đây, có tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác rồi các bác nhá. Có tích hợp sẵn hàm rồng luôn. Xích chung 91. Dạ vâng, các bác thời gian gần đây rất nhiều các bác hay hỏi về thương hiệu Echo Curit này.
Thì hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc máy cơ Echocurit V3501. Công suất của nó là 35cc các bác nhé. Có tích hợp sẵn của nó là lam Latin luôn. Đấy, tích hợp sẵn lam Latin. Lam xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó các bác nhé. Xích con này sử dụng của nó là xích mini. Sợi xích thì khá là dày dặn và to bản luôn. Đấy, cây lam của nó đây. Đó, nhìn qua đầu Latin thì còn đẹp như tranh luôn. Và con này thì có tích hợp xả áp cho các bác nhé. Có tích hợp xả áp này để giúp cho giật máy nó nhẹ nhàng hơn. 3.050.000 cho con máy cưa C3 này, hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 13, máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản 35cc. Thì con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đủ lại các bác nhé. Dạ vâng, và các bác nào mà đam mê thương hiệu Shindaiwa thì cả ngày hôm nay xin lên sóng cho các bác tiếp tục một con máy cưa Shindaiwa nòng đứng 36cc, nòng 40mm, vòng tua cực kỳ khỏe các bác nhé. Theo máy là một cây lam cực kỳ dài, lam mặt cắt của nó là được 40 phân, đầu là đầu Latin luôn các bác nhé. Đầu Latin giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 2.700.000, vặn một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Đấy, xích là vẫn là xài xích mini nhỏ gọn thương hiệu Shindaiwa, thì có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây thì sử dụng nhiều. Về cắt cây dừa đồ linh tinh thì con này thì quá là thoải mái luôn. Cắt gỗ con này thì khoảng tầm 35-40 phân đủ lại thì con này thì chạy vô tư luôn các bác nhé. Vâng, và bây giờ thì cả chúng em giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy này, để cho các bác trải nghiệm thử vòng tua con này xem là nó có khỏe như thế nào không ạ. Phần đầu Latin của nó thì còn khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, đầu Latin lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhé. Vâng, và các bác nào mà đam mê phân khúc mà nhỏ nhỏ một tí xíu nữa thì hôm nay chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa tay dài Echocurit 3500, công suất 35cc, nòng 38 ly các bác nhé. Con này thì có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực, núm bơm xăng phụ đầy đủ, và con này là thuộc hệ đời mới các bác nhé. 2.500.000 Echocurit, hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10, và con này theo máy là lam Latin luôn các bác nhé. Theo máy là một cây lam Latin luôn, xích là xài xích mini nhỏ con. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại. Có quay được quầy đâu mấy. Con này thì mặt cắt cây lam nó là 35cm. Tí này nhá. 35cm, C5 của nó là giá 2.500.000 các bác nhá. Và con này thì nó là thuộc dạng đời mới này. Tất cả linh kiện trên thị trường của nó hiện tại bán cũng đang rất là nhiều. Phần bôi lọc gió, bộ chế hòa khí của nó thì nó tích hợp sẵn ở bên trên này, thì vệ sinh nó cũng cực kỳ dễ dàng. Đấy, làm rất là tiện lợi luôn. Con này thì nhỏ nhẹ để cho các bác cầm đi cắt cành rẫy đồ linh tinh. Dạ vâng, và qua con C6,
C6 một con máy cưa Maruyama MC30A các bác nhé. Máy con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Máy khá là đẹp. Con này quá VIP luôn rồi. Cả chúng em con này thì cả chúng em ráp xây xích vào thì nó hơi trùng một tí xíu. Các bác đợi em một tí xíu thì để chúng em tăng xích lên nhé. Lính ở nhà nó dọn máy thì nó ráp xích thì nó hơi bị trùng một tí xíu. Đó. Rồi. Làm xích của con này là vẫn là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Mặt cắt con này là được 30 phân. Thương hiệu nhỏ nhẹ để có cắt tỉa cành, công suất 30cc, giá 1.950.000. Con máy thì đẹp như sưu tầm luôn các bác nha. Đấy, các bác nhìn qua hàng chất lượng luôn. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm con này thì khoảng 20 đến 25 phân đổ lại cắt gỗ các bác nhá. Dạ vâng, và chúng em lại lên sóng cho các bác tiếp một cây máy cưa hàng thương hiệu Makita ME333 các bác nhé. Một con máy cưa nhỏ nhẹ có tích hợp sẵn chụp giật trợ lực cho các bác, về các bác sử dụng giật rất là nhẹ nhàng. Công suất của con này là 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Con này là giá của chúng em đang bán với giá là 2.200.000. Làm con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Mua bán cực cực dễ dàng luôn. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác này, thắng xích để sử dụng đầy đủ nguyên này. Con này tình trạng cũng khá là đẹp, làm xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó. Vâng, và bây giờ cả chúng em qua con C8, một con máy cưa Tananka các bác nhá. Model của nó là 3352. Đó, thương công suất của nó là 33cc, giá 1.900.000. Một con máy là cả chúng em bán rất là nhiều và bán cực kỳ chạy luôn. Thương hiệu Tananka hầu như là video nào thì cũng có lên sóng máy của thương hiệu này các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 35 phân. Xích là xài xích mini có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác. Nhỏ nhẹ để cho các về sử dụng gia đình, cắt tỉa cành đồ linh tinh.
gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại cho con này thì quá là thoải mái luôn các bác nhá. Giá vừa phải hữu nghị mà con này thì thay thế linh kiện, thay thế đến nữa thay thế linh kiện sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng. Vâng, và cuối cùng thì cả chúng em lên sóng hai con mẫu máy cưa tay cụt để cho các bác nào mà có nhu cầu về sử dụng cắt tỉa cành hoặc là cắt dọn vườn đồ linh tinh thì các bác có thể tham khảo được các bác nhé. Con này thì hai mẫu máy cưa tay cụt này cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao này, hoặc là hay leo thang, hoặc là cắt tỉa cành những cây mà ở phần trên cao mà cần để cầm một tay ấy, thì cả chúng em nay lên sóng cho các bác một con máy cưa Makita. Đó, con này thì C9 giá 2 triệu đồng. Khá là đẹp, tình trạng liền mạch không bể vỡ một cái gì các bác nhá. Lam mặt cắt là được 30 phân. 30 phân xích là xài xích chung 91, nhỏ gọn để cho có về sử dụng cắt tỉa cành. Mà con này thì sợi xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn các bác nhá. Khi các bác hết xích, mua xích cũng rất là dễ dàng. Giá 2 triệu đồng, thương hiệu Makita. Vâng, con cưa máy cưa xích cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay đây. Một con máy cưa Tadanka 33cc tiếp tay cụt để cho các về cắt tỉa cành linh tinh. Đó, giá 1.800.000, máy móc cũng cực kỳ xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn. Đây, cho các bác nhìn qua phần bô của nó này. Các bác nhìn bô của nó nước sơn hầu như là chưa hề bị bong chóc gì nhá. Còn khá là đẹp. Xích vẫn là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Làm mặt cắt con này là được 30 phân luôn các bác nhá. Mặt cắt 30 phân nhỏ nhẹ để cho có về cắt tỉa cành, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn, tăng giảm lăng xích trực tiếp trên phần thân lam. Và vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ tổng cộng là gồm 10 con máy cưa xích. Và có giới thiệu chi tiết con nào cắt gỗ đường kính khoảng tầm bao nhiêu, làm xích của nó dài như thế nào. Thì cả chúng em thì đã giới thiệu chi tiết hết rồi các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý con nào thì vui lòng xem kỹ video giúp cả hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá. Và các bác nào mà chưa biết cách sử dụng của máy cưa xích ấy, thì các bác kết bạn qua Zalo cho cả hàng chúng em. Và các bác gọi điện khi hàng tới, các bác gọi điện trực tiếp qua cả hàng chúng em thì cả hàng chúng em sẽ hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng chi tiết và nhiệt tình cho các bác để cho các bác có thể sử dụng cây máy có thể hoàn chỉnh nhất các bác nhé. Và đặt hàng của bên em thì các bác vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho cả hàng chúng em. Zalo cửa hàng chúng em thì vẫn là sử dụng số điện thoại đấy luôn, các bác ghi số điện thoại là ra Zalo cửa hàng chúng em các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn